Hello, sắp đi nha. Mình là Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em mà dòng sản phẩm âm ly cao cấp đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản là Denon. Con này thì có tên model là PMA 1500R, 2 la mã. Đây là dòng sản phẩm mà Nhật vừa mới vào hàng thôi, nhưng mà con này là hàng mà mình ship đi bay về bởi hình thức còn siêu mới, siêu đẹp, nó không có tìm vết nha anh em, tầm khoảng 95%. Và đặc biệt lần này hàng về thì có cả remote nha anh em. Đây, remote để mà cho anh em phải mà điều chỉnh từ xa anh em, nó là cực kỳ tiện lợi. Nhưng mà cái dòng này thì từ trước đến nay thì mình về hàng bãi thì sẽ không có remote nha anh em, còn hàng mình ship đi bay về thì đầy đủ, có cả remote nha anh em ạ. Con này là dòng mà cực kỳ nổi tiếng vì chất âm của nó nghe và nó là siêu hay, và đặc biệt là rất là dễ dàng để phối ghép đối với những cặp loa mà đến từ Nhật và của Mỹ nha anh em. Và những dòng loa châu Âu của nó thì phải nói là không có kiến cá trọt canh nha mà. Con này có một cái thiết kế là cái nút chức năng. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ có là nút nguồn nha anh em. Nó bây giờ chính là bass, treble, ba lăng, và đặc biệt là con này có cả loa nét nha anh em. Một số những dòng sản phẩm mà đời sau của con này thì nó không có cả loa nét nha mà, nên rất nhiều anh em không có thích những dòng sản phẩm mà không có loa nét. Nên dòng này nó là dòng mà thích âm nghe mà rất là hay. Còn bên đây cái nút có điều chỉnh về volume và các cổng để mà em lấy tín hiệu nghe nhạc nha anh em. Đây, con này hàng bề và nó là màu vàng và nó là óng ánh luôn nha mà. Con mà cũ hơn thì cái màu vàng này nó sẽ suy giảm nha anh em. Nói chung sẽ bay màu bớt và nó sẽ nhợt nhạt hơn rất là nhiều nha anh em. Em mới ken thì nó bày óng ánh nha anh em. Về mặt sau là sản phẩm này, đầu tiên chúng ta sẽ đến với tem sản phẩm này trước nha anh em. Đây, Denon PMA 1500R, 2 mã. Này là điện 100V, công suất là 250W. Bên đây là số series sản phẩm, hàng chính hãng là Made in Japan. Và sản phẩm này sẽ trang bị cho hệ thống là 8 cặp loa anh em, chơi cực kỳ tốt với cùng lúc là 2 cặp loa, chơi được cái mức trợ kháng từ 4-16, 8-16 chơi được anh em. Và đặc biệt cái chơi B-Wiring và nó rất là tốt anh em ạ. Đây, con này thì anh em chơi nó như một cái pre cũng được anh em, vì phần rè con này nó rất là hay nha anh em. Ở bên đây cái cổng để mà anh em biết tín hiệu nghe nhạc cho anh em, nói chung thì đầy đủ các cổng luôn, nơ CD, phono chứ mà biết hay. Còn về nội thất ở bên trong của Denon 1500R, 2 la mã, nó còn siêu mới, siêu đẹp cho anh em. Con này sẽ trang bị chúng ta hai tăng tua rất là lớn, chính hãng là của Denon cho anh em. Và đặc biệt cái con này nó chạy tổng cộng là 4 con sò MOSFET anh em. Sò MOSFET là sò mà phải nói là được dùng trên cực kỳ nhiều những dòng sản phẩm mà nổi tiếng anh em à. Và khả năng khuếch đại âm thanh cũng như về chi tiết và chất âm con này nghe phải nói rất là ngọt ngào. Đặc biệt là chất âm của Denon cho ra một cái giải bass nghe phải nói là rất là độc sâu, được rất nhiều anh em ưa chuộng để mà chơi những dòng loa khó tính anh em. Và tiếng bass thì nó nghe nó rất là đặc trưng, nên rất nhiều anh em ưa thích và chọn dòng sản phẩm của Denon thay vì những cái hãng khác nha anh em. Và cuối cùng mà giá mà dỡ lại cho anh em vẫn là siêu tốt anh em à, 11.500.000 đồng. Nếu anh em muốn mua thì anh em có liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Rồi, ok, sợ tất cả anh em nha, và tất cả anh em vào những video sau. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.